các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung chủ chung cư mini cháy làm 5-6 người tử vong, khai không đưa hối lộ. Bước đầu, công an xác định không có tham nhũng tiêu cực trong vụ án liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong. Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người tử vong, ngày 17 tháng 10, công an thành phố Hà Nội vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án. Đến nay, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Theo nguồn tin của người lao động, hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều người liên quan và đang tiếp tục đề nghị triệu tập thêm những người liên quan khác. Đáng chú ý, nguồn tin cho biết, quá trình điều tra, cơ quan chức năng đấu tranh rất kỹ liên quan đến vấn đề tham nhũng tiêu cực. Bước đầu xác định không có tham nhũng, tiêu cực, cơ quan chức năng đấu tranh nhiều lần, bị can Nghiêm Quang Minh khai không đưa hối lộ. Cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn việc xây dựng vượt tầng, cơ quan chức năng sẽ xử lý các cơ quan, những người liên quan. Trước mắt, có những cơ quan liên quan như Thanh tra xây dựng, Ủy ban Nhân dân phường. Hiện, cơ quan điều tra đang xin ý kiến để mời cả những cán bộ đang đương chức, kể cả những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, một số thành ủy viên từng giữ chức bí thư quận Thanh Xuân. Chắc chắn phải mời toàn bộ những cán bộ liên quan lên để làm việc, chắc chắn phải xử lý nghiêm khi có thông tin mới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thông tin, nguồn tin nói. Trước đó, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào ngày 2 tháng 10 liên quan đến vụ án cháy chung cư mini làm 5-6 người tử vong, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện, cơ quan điều tra đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án này, đồng thời mở rộng diện điều tra xem đối tượng Minh có đồng phạm hay không. Điều tra mở rộng xem liên quan đến nhóm quản lý nhà nước có vi phạm gì không, nếu có thì đủ căn cứ xử lý hình sự không. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, việc điều tra, xử lý vụ án trên quan điểm không có vùng cấm. Đặc biệt, Công an thành phố Hà Nội đã đăng ký bổ sung đưa vụ án này vào diện Ban chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Ngày 15 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, gồm Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư thăm hỏi gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội về vụ hỏa hoạn. Trong thư, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thành phố Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này, yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Anh NVC, sinh năm 1986, công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21, Bộ đội Biên phòng, là nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini. Sau gần một tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, anh C đã không còn phải thở máy, được rút ống mở khí quản. Trước đó, đêm 12 tháng 9, vụ cháy lớn tại chung cư mini trên phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội đã gây tử vong cho 5-6 người, 37 người bị thương. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị cho 31 trường hợp. Ngoài anh C nặng nhất, các nạn nhân khác đều bình phục và ra viện dần. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.